dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, mưa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm bến câu chào nói xôn xao. Very often after a heavy battle, it's hard to tell who won and who lost. If I could put my finger on the moment my family fell apart, it would be April 30th, 1975, the day the Vietnam War ended. Saigon was falling around us, and we barely escaped the communists when my father pulled us into the last civilian helicopter out of the country. I was only 3 years old, but I remember having to leave our home and fly all the way to a refugee camp in Arkansas. We were finally placed in Louisville, Kentucky, where we've lived since the end of the war. In Vietnam, we left half our family and a past that we have kept buried for years. Mẹ tính bán cái shop của mẹ. Xong rồi mẹ đi chơi. Không đi chơi đâu. Chơi Cali. My mother went from being a Saigon socialite to being a seamstress in Kentucky. Hi, how are you, sir? I've got two more pants for you. I'll bring them tomorrow. Okay, good. How are you doing? Doing fine. Uh-huh. How much? $5 discount. 22, but I give you $5 discount on that. Yeah. I hope it fit you well, you know? Yeah, it probably will. Mm-hmm. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, bye. You have a good day. Okay, thank you. Thank you. In South Vietnam, my father had been a major in the Air Force. Ngày xưa thì ba con nghĩ hơi buồn cười một cái là mình lúc trước mình lái tàu bay, mà bây giờ mình phải đi phục vụ cho những chiếc tàu bay, nhiều khi mình phải đi đổ xăng, phải đi rửa tàu bay. Cái trường đó là cái trường của quân lực Việt Nam, cái trường chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là cái trường võ bị quốc gia, gọi là trường võ bị quốc gia, là như là cái trường West Point của người Mỹ. Lúc mà ba còn nhỏ đó, thì ba cũng bị gò bó nhiều quá, thành ra ba cũng thích dễ dùng, mà thích tự do. Thì ba cũng nhìn thấy tàu bay thì khi lúc còn nhỏ thì ba cũng ham. When I was a kid, Dad picked me up from school, but never said much. He hasn't changed, and never really adjusted to life in America. I wasn't allowed to ask him about the war. Vấn đề ở Mỹ là nó cũng gây phiền toái cho rất nhiều người Việt, chứ không phải riêng gì ba. Thì cái phong tục tập quán nó khác nhau lắm. Vì mình không có theo giữ được cái phong tục tập quán của mình. Thank you.
My brother also came on that helicopter in 1975. But it's not a big cardiovascular sport by any means. It's a skilled sport. When you are put into a different culture instantly without being prepared for it, obviously you're going to feel out of place. For the first several months, I basically just sat in class, you know, and didn't say much at all. You know, you'd have the bullies who thought they were bad, or, you know, saying, you know, are you Chinese or whatever. I definitely had my roots and I was proud of my heritage, but, you know, you don't go up to everybody and say, hey, I'm Vietnamese. Cái này có lâu em lâu đời nữa. Cái diện lâu, cái nhà này cái diện cũ. Nhà này còn xài nhiều đồ của người ta cho đó, con biết đó không? Những cái áo gới nè, mấy cái siết nè, rồi mấy cái nệm nữa không? Học giỏi như người Mỹ giỏi, ra ngoài xã hội Mỹ giống như Mỹ, về nhà là người Việt Nam. Cái đó là cái mà mẹ muốn nhất, thấy không? Nói tiếng Việt nè, ăn đồ Việt nè, nấu cơm Việt nè, lấy chồng cũng lấy Việt Nam nữa, biết không? Thì mẹ muốn vậy, nhưng mà... My parents always pressured us to stay Vietnamese. When we didn't conform to their wishes, things could get violent. When I was 14, my dad thought I was talking to a boy on the phone. He grabbed the receiver and beat and kicked me. I had to stay home from school to hide the bruises. I hated my family then. I wanted us to be normal. Vì nước ai cũng vậy thôi, khi mà sống ở nước khác dĩ nhiên là cũng phải theo với cái lối sống của nước khác phần nào. Mình không có giữ gì riêng của mình hết. Most gracious God, let their love for each other be a seal upon their hearts, a mantle about their shoulders, and a crown upon their heads. Nó khó cho những cái người mà ở trong cái quân đội cũ. Thì nhiều khi mình cũng cần những cái đó, là cũng phần lớn là có người bạn mà hiểu biết mình. Nhưng mà ở tại cái thành phố này, hình như là mọi người nói với ba cũng quá xa lạ. I have a half-sister too. I never knew her very well. Growing up, she was a photograph, a memory to me. Her name is Vung. She came to my wedding, but my mother didn't want people to know her as her daughter. She's a secret. I remember her living with us in Vietnam, but she stayed behind on the last day of the war. When Vung finally came to America, 6 years after us, she fought constantly with my parents before she moved out. I didn't understand why she didn't get along with us, or why she got separated from us on that last day of the war. Good evening. What may be the final battle for Saigon has begun. That the communist objective appears to be to close the airport to stop the evacuation of Americans and Vietnamese. Trời ơi, thì lúc đó là người ta chết đầy đường hết con. Chết dữ lắm, pháo kích dữ lắm. Một cái đêm mà trước khi mà mình chạy đó con biết không, tại mẹ không mất tinh thần. Mẹ cắn thai bé Hạnh mà trong bụng đó, mẹ mệt phải không? Rồi sáng đêm đó, hả, là nằm với cái hầm á,
cái mương dài đó. I remember us having to go in that creek for shelter when there were bombings right before the takeover. Rồi mẹ thì lo cho con, mà con khóc nóng mà mũi cắn lên này kia chịu không nổi phải không? Tại mình ở trong phi trường nó pháo vô dữ lắm con. Việt Cộng nó pháo kích vô nó làm cho tê liệt mấy cái mà chết mấy máy bay đó. Trở lại mẹ nói để trở vô phi trường đi tìm cái trực thăng. Thì DO nó có những cái trực thăng đang chuyển người từ DO để ra chiến hạm. Vì những người mà họ chặn ở tại cái mấy cái cổng mà để vô đó, họ rất làm khó khăn ghê lắm. Một cái người lính tiên quân lục chiến Mỹ mới hỏi ba là ba muốn đi đâu, thì ba mới nói với anh ta là ba là người nhà binh mà bây giờ không có cách nào khác là ba muốn đi Mỹ. Nó thấy ba với gia đình nữa thì nó biết Việt Nam nó mất rồi, thì nên nó nói nó kêu ba cứ leo rào qua đi. Nó chờ ba leo rào qua thì ba mới leo rào qua trước rồi mới đỡ mấy đứa con vô, rồi mẹ con lúc đó mới leo qua sau. But my half sister Vang didn't climb over. The chaos of that day separated us from her. When she finally made it home, she received a message from my parents saying that we had left for America. Thì là ba và mẹ là những cái thành phần cuối cùng để lên chuyến tàu bay sau cùng để chở dân sự đi ra chiến hạm ở ngoài Thái Bình Dương. Thật tình đó, cái ngày cuối cùng của miền Nam đó, ba cũng muốn ở lại Việt Nam, ba không hề nghĩ cái chuyện mà rời bỏ đất nước Việt Nam để đi Mỹ. Khi mình lên đi vô, ba nhìn xuống lại thành phố thì nhiều nơi bốc cháy, cái cảnh nó vẫn còn trong trí nhớ của ba. Đất nước mình nó không còn nữa, mất mát hết. Ba kể là cho nên rồi ba cũng không có tha thiết gì những chuyện gì mà xảy ra xung quanh ba. My father was our hero. His split-second decision to leave saved us. But 25 years later, my family still carries the wounds of war. Nhưng mà ba đó thì không còn đường chọn lựa nữa. Hoặc là chấp nhận để cho Cộng sản cầm tù, hoặc là phải tự tử chết tại đó, hay là đi ra nước ngoài. Thì ba nghĩ con cách là nếu mà ba chết đi thì cả gia đình của ba cũng bị ảnh hưởng. Thành ra ba nghĩ không có đường chọn lựa nào khác là phải đi để đem con cái mình rời khỏi cái đất nước để mà sống ở một cái nơi khác, sống cái nơi mà không phải là quê hương của mình. Chỉ là ba cũng còn nghĩ có ngày nào đó thì những cái người mà rời bỏ đất nước còn có thể trở về để mà thay đổi cái thế cờ. It's 25 years later. For the first time since the fall of Saigon, my family is allowed to return home. I wanted this to be a reunion for us, but both my father and my sister refused to come back to a communist Vietnam. Vietnam has moved on. Returning is strange, especially for my mother. Do you remember this place? Not really. We discover our old home is now a furniture store, full of cheap mattresses. Kia là bác trồng cây ha, hai bên này là nhiều hoa lắm. Rồi ở xa là cây sứ với lại cây la thơm.
thay đổi hoàn toàn, rồi giống như là mẹ về mẹ thấy những cái mình không còn cái gì hết, nhà cửa cũng không có, à còn rồi cũng bà con cũng không có còn. Hồi mẹ nhỏ này mẹ rất là sướng, mẹ khỏe hơn tụi con nhiều. Ở Việt Nam thì coi như là hồi lúc ở bển cuộc sống bình thường, mẹ rất là yêu thích cái cuộc sống bình thường của mình ở bên đó. Như ba con đi làm về rồi chiều chiều rồi mỗi buổi chiều dẫn mấy đứa con xuống Sài Gòn chơi rồi đi ăn, đi cine rồi kia không, rồi đi thăm bạn bè, rồi thấy cũng không khí nó vui vẻ lắm mà. Không bao giờ mà sợ thiếu tiền xài hết con. Phải nói lúc mẹ con ở Sài Gòn, mẹ con có làm việc tại một cái chỗ rạp bán vé đó, ai cũng muốn lui tới hết, ai cũng muốn lấy tôi tới để kiếm chuyện làm quen với mẹ con hết. Ngay cả một cái ông từ lệnh không quân nữa, ông cũng muốn cưới mẹ nữa, ông muốn cưới đó chứ không phải là gì, là chỉ muốn quen thôi. Thì thật ra lúc đó là có nhiều người theo mẹ con lắm, mà có thể mẹ con cũng thể trở thành một người giàu nữa, là như là ông, như ông đó đó. Mẹ con lại đi theo ba. My father didn't come with us, but we know that he would want us to look for the family that he left here in Vietnam. Dad's younger brother, Uncle Yung, lives in a fishing village with his family. He fought against the communists, like my father. Đâu? Em nói đâu? Em nói năm đâu? Rồi mấy lúc mà ba mới đi sĩ quan rồi đó, đi về thăm nhà rồi cũng gặp thường lắm. Nhưng mà tại ba mặc đồ sĩ quan không quân á, thì nó có vẻ ra vẻ tướng tá rồi chút. Đâu vậy, có cái là bên chủ lực, coi như là cái người thực thụ là người lính rồi. Còn chú chỉ là thành phần trừ bị. Như là hay có chiến tranh á, thì các chú mới cầm súng đi ra chiến đấu. Như ba là của chính phủ rồi, người của chính phủ rồi. Vì sống trong cái chế độ đó là mình bắt buộc phải đi lính, trước sau gì mình phải đi. À, cho bác cái hình này đem đi về cho bác năm thôi được không? Được. I had always assumed that all of my dad's family hated Ho Chi Minh and the communists from North Vietnam as much as he did. In Saigon, or now what is known as Ho Chi Minh City, my family takes me to the home of a man called Hai. They tell me that this man is my uncle, my father's older brother. Dad never told me about him. Yêu nước thì có cái giờ ba đi, ba đâu có xây dựng gì cho đất nước. Còn bây giờ thì người nào mà cứ theo cái chủ nghĩa là yêu nước rồi, coi như nữa. À. Chứ bây giờ đâu có phải, không có phân biệt gì, yêu nước hay không yêu nước. Bây giờ tôi từ theo từ đó cho đến bây giờ thì là yêu nước, còn gì nữa. Bác thì ra đi thì lúc nhỏ, à, còn ba của cháu thì ở lại. À, thì bây giờ thì Pháp tấn công lên này thì Aleso lên thế này thì mình cứ việc bắn nhỏ nhưng mà bắn vẫn cứ được như thường. Cái súng nó dài hơn người á. Bác Hồ là người thầy, còn bác á chỉ là người học trò, là cái người đó phải gọi bằng bác mà phải gọi là cái người lãnh tụ vĩ đại. I can't believe I have a communist in the family. A communist who fought against my father and our entire family. Mình không muốn bắn. Vì
mình không bắn người ta thì mình người ta bắn mình, bắt buộc thôi, cái đó là bắt buộc phải bắn, coi là như tự vệ đúng không, chứ còn không có lý tưởng chiến tranh. Coi như là không nghĩ gì về chiến tranh, lý tưởng này là lý tưởng tư bản hay là cộng sản gì hết, mà chúng không nghĩ gì bắt buộc nó phải đi thôi. Bị thương dạng ngủ, bắn tan. Chỉ ai bắn chú? Chú bắn. Chú bắn là gì cái... Lúc đó phải nói là vì có vợ có con rồi phải không? Thì có người Việt Nam nào cũng vậy, mà thương vợ thương con à, sợ chết, bỏ vợ bỏ con lại á, bắn tay nè, đang đi ra, bỏ chết. Bước bước. Bước ơi. Ra ra ra. Bước ngoài ăn đi con. Anh đi mi. Dạ nghỉ khỏe khỏe chút rồi ăn. Đó, chặt dừa cho anh uống đi. Đấy, chặt dừa cho anh uống. My uncles teach me a new term, Viet Q, Vietnamese foreigner. Those of us who left are now foreigners in our own homeland. Chứ đừng có nói là cái người mà đi đi trước cái năm 75 gì hết, ba yêu cái chế độ mà ba phục vụ á, chứ đâu có ba đâu có yêu cộng sản, nó phải rõ ràng là như vậy, hả? Ba cũng chưa hiểu, đây bác phải nói thật thôi, à, ba cũng chưa hiểu hết cái đất nước nó hiện tại là mình ở đây nó làm sao, phải nói thật là nó như thế. My father had a sister too. Her name was Thuyc. She was the first casualty of the war that killed half of my family. Chết thì chết cũng lâu rồi, con cháu biết tới thăm vậy tốt rồi, con không khóc gì. Rồi. I wasn't crying for just my aunt. I didn't know her. I was crying for my father. I had not understood what he lost when we left Vietnam. Lúc mới về gặp ba đó nghe, nói ba cứ về Việt Nam chơi chứ sợ gì nữa. Giờ Việt Kiều yêu nước rồi mà. Giờ bữa hồi đó bạn kêu bạn gì? À, hồi đó thì kêu là phản quốc. Vì những người phản quốc. Thích cho ba, thuyết phục ba có được, ba về được mà. Thì má về mấy lần rồi, giờ má về mà đâu có cái gì khó khăn, càng ngày càng dễ hơn. Thế ba về có gì, ba lớn tuổi rồi, đâu có gì, một lần chót để về thăm lại mồ mả, lại những cái người mà anh em còn sống sót sau chiến tranh. Tất nhiên là giờ dù là cái đất nước này nó có nghèo khổ, đất nước này nó có được phồn vinh thì cũng là dân mình thôi, mà mình tự tạo nên thế thôi. Chứ giờ này không thích ở đây thì giờ ở đâu vậy? Mà muốn nói gì nói, nếu nói thật cái mi chứ bây giờ là đã là con người Việt Nam thì ở đâu đi chăng nữa thì cũng không bằng.
người Việt Nam mình đó là không ai mà thích rời bỏ quê hương của mình hết, cái nơi chôn nhau cắt rúng của mình hết. Cái chuyện đó mà không thể thực hiện được, mà mất rồi. Thành ra nói cái nhà để ở thì dĩ nhiên là bà có cái nhà ở Mỹ này, nhưng mà cái nhà thật sự cho ba thì không có nữa. Mẹ thì mẹ nghĩ mẹ thay đổi hơn ba nữa. Ba là tại vì ba buồn mất hết cái gì cũ, nhất là cái áo nhà binh của ba, phải không? Mẹ cũng có bạn chỗ này chỗ kia, nói chuyện phone nè, rồi mấy đứa con. Ba thì ba không có nói phone nè như mẹ, mà ở Kentucky Louisville thì ba không có bạn nào hết. Ba một mình ở nhà coi tivi, đi làm về coi tivi. Ba có cuộc sống ở đây ba cũng chán lắm con. For some people, reptiles are the stuff of nightmares, but for the most part, the creatures don't deserve their scary reputation, so says Ron McGill. Lúc mà rời bỏ đất nước Việt Nam thì ba nghĩ là nó không sẽ lâu lắm, ba cũng sẽ trở lại Việt Nam. Nhưng mà tới năm nay thì là ba thấy hết hy vọng rồi. Hiện tại thì ba không hề nghĩ tới chuyện đó. Vì ba nghĩ ngày nào mà còn người cộng sản thì ba không có thể mà get along với họ được. Thành ra đôi khi ba cũng không có muốn hăng hái để mà tham gia. I was born in the war, grew up in the war, work with the war, fight for the war. Là nguyên cả cái cuộc đời của ba là với đại chiến tranh. Ra khỏi đất nước tất nhiên là mình là cái người thua trận rồi, thì đó là cái điều nhục nhã cho những người ở trong quân đội, cái điều buồn phiền của con người ta khi mà con người ta đã tới cái tuổi về chiều rồi đó, là không làm được gì hết. Thì ba là một cái người mà không làm được gì hết. My father's disconnection from his brothers makes me want to seek out my own half-sister, Vung. Vung finally came to America when I was 9. She was always sweet to me. But something wasn't right. Chaos seemed to follow her. She could never meet my parents' high expectations. So after just a year, Vung ran off to California to become a pop singer. I've hardly seen her in the past 17 years. Being a new mom is fun, but too much working, like tired, and it changed my life a lot. It's upside down. I am a good mother. I'm taking care of him very well. When he was in my stomach, I was trying to eat right and no drinking, no smoking. I asked him to be perfect, you know, like have arms, legs and everything good, smart. Do you think you're a better mother than mom was to you? Yes, because I know that I would never leave Dylan.
So I was there before, so I would never leave him. That's the things I warrant him. I mean, parents never love children alike, okay? Mother, she loves me, but she loves herself more than she loves me. She still loves me, but she loves herself more. Vung never knew her real father. He was killed in action when she was 3 weeks old. For my mother, his death was an escape from an arranged marriage. Tại vì lúc mẹ lấy ba thì chị cũng còn lớn lớn rồi, cũng 60 tuổi rồi con. I think he loved mom, that's why he married to mom. But then at the same time, he want mom to be a single before he married to her. So I think daddy hate her past. He didn't like it, and I'm her past. Every time he saw me, he saw the past that he didn't like. Do you feel guilty? Mẹ. Can you feel guilty không? Ba có. Không, ba mẹ không có. Có thấy guilty. Mẹ có. Vì ba không có làm cái bé khóc, ba không có bỏ rơi. Cái đó là nước chiến tranh của mình bất hạnh đó con. Mà Mỹ ba không bỏ chị lại, phải không? Không phải bỏ đâu con. Không có cái plan nào để đi Mỹ hết. Cái mình đó không có cái gì mình làm. Chạy, mình chạy giặt, mình thất không làm có bỏ. Chị. Con hiểu không? Mẹ phải chấp nhận thôi, nhưng mà mẹ rất là buồn, hiểu không? Mẹ buồn với cái chuyện nó xảy ra như vậy, mà mẹ buồn với chiến tranh của Việt Nam. Bị Mỹ bỏ. Mới có tai nạn, nếu không có Mỹ bỏ thì không có gì hết. What was it like to see the communists coming in? They came in and they did the parade. So, you know, it's a bad feeling. Very bad feeling. I mean, after 1975, I want to kill myself too. Because nothing is happy, you know, like the country, we lost the country. And mommy's gone. My sister, my brother's gone. And my friends, some of them died. After Vung was left behind at the age of 15, she was imprisoned for trying to sneak out of Vietnam on her own. A few years later, she became a boat person, one of the million Vietnamese who risked their lives to leave their homeland illegally by boat. Sợ bị hiếp rồi đó con, rồi cái hai cái tàu cướp đó nó trở lại nó đụng cái tàu chị bể nát rồi hết, rồi chết hết mấy chục người ở trong cái tàu á, chỉ còn cái nhóm của chị là coi như mấy ngày đó, rồi cái nó thả chị xuống sông rồi, rồi chị mới ôm được cái bình nước đó, rồi nó trôi ở trong cái đảo, trôi ở trong đảo cũng mấy người trên đảo, có những người trên đảo ở trận rồi cũng mấy người nữa. Không có cái gì ăn mà không có cái chỗ mà trú mưa, nó trên đầu mưa xuống mà lúc đó trời bão mưa lớn lắm. Chị không chết là may lắm đó con. They kill people. Everybody knows that they kill people. My boat, people die. They might kill men and then they rape women.
Đừng có hỏi sâu quá, mấy chị không đừng hỏi. Hold on. Just, I need to clean up my face. Chị cũng đau khổ lắm con. Mẹ cũng sorry luôn. Mẹ đâu có muốn. Mẹ buồn rồi, thà mẹ bị cũng không. Mẹ đâu có muốn chị bị cái gì. Chị đâu có hiểu được. Không có người mẹ nào mà kêu bỏ con hết, không biết nữa không. Là không biết là cái đó là chiến tranh. Ba mẹ không muốn. Cái chuyện mà xảy tới cho gia đình là một cái chuyện là tai nạn lớn. Tai nạn lớn. Tôi cầu nguyện thôi, giờ đâu biết làm gì con. Có một cái định mệnh, destiny là con hiểu đó rồi. Nghĩa là xui khiến có thể đưa đẩy mình cái cuộc sống mình thể tự đó là mà tự mình muốn làm cái gì theo ấy mình được. Và nó sẽ bị đưa đẩy theo một cái chiều hướng nào đó, rồi có thể nhiều cái chuyện nó xảy ra mà không ai biết được. Five years have passed. My nephew Dylan is now in kindergarten. Vong and I have grown much closer. We have found out that Uncle Hai's health is failing. It is enough to convince my father to return to Vietnam with the rest of the family. So, Dad, why did you decide to finally go back to Vietnam? I want to see my two brothers there. I am anxious to. Not really happened in Vietnam, you know. I don't know. It's 6:30 a.m. and my sister just called to tell me that her bag was going to be too big to carry. And we're wondering how she thought she could get 80-pound suitcases on the plane. She's a walking disaster. Oh my gosh. Coi, you got so much stuff. Trời đất ơi, thêm cái nữa. Leo lên đi. Không có chỗ á. Không có cái này, bỏ lại đi. Con ơi. Trời ơi, nó đem cái chi mà dữ. I saw you. You saw me? Uh-huh. I saw you. I have high hopes for our first family reunion in Vietnam for Tet, the Lunar New Year. Tet centers on returning to the family shrine and coming back together with relatives. Family harmony during Tet is sacred. It's the first time Vong and my father will return to Vietnam. This trip may be our only chance to reconcile with each other. Very good evening to all, ladies and gentlemen. This is the captain. Rồi, có hơn 30 năm rồi. Mình đâu có về lần nào mà đúng dịp Tết. Our trip begins in central Vietnam, where the worst fighting of the war happened. More bombs were dropped here than any other place in the world. I thought I'd never make it.
As we make our way down to Saigon, Vaughn keeps slowing us down, and patience is wearing thin. Buồn hồi con thấy con nịch dây nịch bự con đi không nhỉ? Thôi quá đẹp. Thôi quá đẹp nữa. Mẹ, I'm so proud. I know you're beautiful, but you're so proud. Con normal. I'm an average Asian girl. Tôi là Việt Nam, tôi thấy con tôi sai, tôi sửa, tôi không giống Mỹ. Oh, you beautiful, you are beautiful, bắt nó xấu quá. Nhưng mà mẹ, mẹ không nói, con không biết nữa. Con này cho vô mông chút đi con, rồi dưới này vô nhiều nhiều nha, 2 inch đi. Rồi, tay, tay. Hai đứa để trong đôi hả, mà sao đứa bự đứa nhỏ vậy? On our last day before heading south, my father is nervous about seeing his brothers. Bung adds to his anxiety by holding up the trip again. Mẹ, mẹ đi ngang cái đầu vậy cho đi. Bây giờ tới giờ đi đó, ai cũng sẵn sàng rồi. I've been calling him for 20 minutes. He's just lying down. À, đấy. Selfish quá, làm sao được? Cái gì ba mà nói vậy? Bố mấy gần 50 tuổi đâu phải con đứt đưa mà ở một buổi thứ bộ thấp. Cái gì mình làm không đúng thì mình phải sửa chứ. Nói đẹp này, thôi đủ rồi, trời nói hoài. Thì nói cho mày biết vậy đó, ai nói nó không phải là boss đâu, nó không có quyền nói em gì. Chị đâu có làm boss gì cái. Được rồi mày, không mày. Internet à? Chị ơi, chị. They don't like something about me, I don't know. If they wait for you, no problem. They wait for me, you know, it's a big deal. Everything become a big deal. Mấy đứa bạn đi xuống đất chở mẹ đó hả? I say it's not my problem, but her problem, not my problem. But I want to say something, you know, make me, you know, I want to keep inside, you know. Xưa này là mình không, bà không có nói cho ai biết hết. Bà không có nói cho ai biết là má còn có còn gì. Cái điều đó là như ba đó, không có có phải đi cưới một cái người có con, biết không? Nghĩ rằng ba không làm cái chuyện đó là không có hợp lý. Thì đâu có gì, who cares? Chị. Đi. Chị ơi. Đây 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 đây. Con đi. Đi lăn khe đệm đi mau, không có đủ giờ. Con nói nó gì cũng vô ích thôi. Okay. Nhưng mà thấy bà dễ nóng giống như là nóng là giận lên. Nóng là từ xưa nay rồi chứ không phải phải ngày. Nhưng mà ông con biết đối với mấy đứa khác ba không có giận lên dễ gì dễ dữ gì đâu. Thì đâu. Nhưng mà con thay con mình con thay đồ con chạy xuống dưới là xong chuyện mà con phải sắp xếp. Nhưng con mà con có nhận thấy điều lệnh mẹ biết rồi về bảo nhìn mẹ. Người nào có con nhỏ thì mình phải biết sao. Nữa nó muốn làm gì làm, mẹ muốn làm gì làm. Nói sớm luôn, con nói chứ qua bình này nha. Con nói mẹ con muốn đi chuyến này. Con không muốn đi thì mẹ muốn đi làm sao? Đi đi. Tại vì mình có một ngày đây là mình phải đi con, mình không đứng để nói khùng, đi. Mình đi lăn khẻ định kể giờ. Mẹ muốn con nói chuyện thẳng mẹ không mẹ nghĩ hồi đó mẹ con, ghét con đi vòng vòng ở với mẹ từ lúc 5 tuổi 6 tuổi tới giờ mẹ nghĩ mẹ bỏ con đúng hay sai? Thôi cái gì con nói là đúng hết. Okay. Không hỏi con hỏi mẹ thôi, con muốn nghe mẹ. Tao không đi làm lấy cái gì mẹ ăn, lấy ai nuôi mày? Mẹ đi đâu mẹ không phải dắt mẹ nội. Mẹ có đổi theo là chết phải chết đói. Ok mày. Mẹ cũng lầy con được. Tao không thể đem mày đi. Tao chết đói á. Tao phải làm nuôi gia đình đó, nguyên gia đình.
Lúc đó mẹ không còn nuôi ngoại nữa. Không nuôi sao được, sao mày biết được? Mà lúc mẹ đi rồi mẹ không có nuôi nữa. Làm sao không nuôi, sao mày biết được? Tao nuôi tao nói với mày hả? Mày là con, phải mày là má. Nhắc má đi rồi nghe. Thì chị đó chị nghĩ không có sửa được gì đâu. I try but I just can't. Chị try nhưng mà chị đâu thể chuyển đổi cho người khác. I can try. I had a dream in my childhood that returning here would bring my family back together. But it was naive to think that the wounds of war could be undone. Này, này, này cô ba kìa. Ở đây, trên đây nè. We spend some time apart for the next few days. I take my father to see the family he left behind. She was only 18. Đẹp này là bên đây trở lại rồi bên. Nhanh nha. Nhận ra chứ gì không nhận ra. Mày bạn bạn của anh thấy rồi mình anh năm dài á chứ. Dạ. Dạ. Dạ anh dâu, dâu thứ hai anh Nam ạ. Dạ, anh Nam. Bé này bé đều là con của em á. Thôi, Dũng, sao không mạnh giỏi Dũng? À, ảnh ảnh luôn, trời. Anh về em mừng quá. Trẻ chứ. Có nhuộm không? Nhuộm chứ. Ê cha trời thôi. Này, Hữu đó là muốn có bồ thêm thành mới nhuộm tóc đó. Nha. See my older brother. Yeah. Around 60 years, I think 59 years, same. Yeah. Do you remember the last time you saw him? Yeah. Where? In close to Hong Kong, you know. Yeah. Not that place. That's the last time I saw him. At the beach. Yeah, on the beach. He played with me too. Yeah, we play each other. Why do you want to do this, Dad? I just want him, can he recognize me, you know, that's one thing. And he surprised him too. Yeah. That's very surprised. Huh? I'm excited to see that, you know, Lana. Yeah.
ngoài nước không ạ? Phải ạ, chú Năm phải không? Con ơi, chú Năm về này. Mời chú Bảo. Chị nhận ra tôi rồi. Chị ở đây. Mời em. Chú về sao rồi? Chào em mới ra phải không? Ngồi ngồi chứ. Cái thay đổi nhiều lắm. Chính vì vậy mà ba mới muốn về đây mà để gặp lại những anh em cũng như là những thân bằng quyến thuộc. Đó, chỉ đến bây giờ chỉ có cái tấm lòng như thế thôi chứ bây giờ anh em gặp nhau đâu có cái gì. Đó. Thôi, ăn đi. Happy New Year. Cái này là phụ, cái này phụ nữ hút này. This trip has forced my family to acknowledge the past that divided us. Nothing can take away what has already happened. But we are survivors. The wall of silence, the secrets that we had kept so long, began crumbling as my mother finally introduces Vung as her daughter. We will always live with my parents' split-second decision that divided my family on the last day of the war. What my uncle didn't tell us is that he was battling stomach cancer. We would see him one more time before he died. He was right. In the end, we are family, and nothing else matters.